Shop Xe 88 xin chào các bác. Trong video Shop 88 tiếp tục làm một video đóng hàng cho anh Phạm Anh Khang ở Cửa Lò, Nghệ An. Thì hôm trước anh ấy đã chiếc Peter Slipper bản 11.2 nhưng do hàng Shop 88 về nhập mã Peter Slipper 1-5R 5.8 thì anh ấy đã quyết định đổi lên luôn đời cao hơn để đi. Thì hôm nay em làm video đóng hàng cho anh Phạm Anh Khang ở Cửa Lò, Nghệ An. Thì đây là chiếc Peter Slipper bản 1-5R 5.8 màu đỏ, đỏ đen, size 46. Về cấu hình của xe thì tiến khung carbon, bộ chuyển động là Shimano 1-5R 5.8, vành là vành nhôm Retrobeck TE 1-5R 5.8. Giá thì đang được Shop 88 sale giảm giá trong tháng 10 từ 15.600.000 đồng xuống chỉ còn 13.500.000 đồng. Bạn kèm giá nước để không hoặc qua số. Bạn nào có nhu cầu mua xe đạp đua Victor thì alo tiếp online bên em 0933 522 186 để làm mua xe này. Có truy cập website xe88.vn. Bây giờ em sẽ được review chi tiết cho bác xem mẫu Peter Slipper bản 1/2R 5.8 màu đỏ đen lần đầu tiên đến Shop 88 và đã được anh Khang ở Cửa Lò, Nghệ An mua chiếc xe này. Toàn bộ màu sắc của chiếc Peter Slipper 1/2R 5.8 với thiết kế khung carbon màu đỏ, đỏ đen, nhìn màu này rất là đẹp và sang và cứng cáp. Màu này em thật là nhìn rất cứng cáp, ngoài nhìn còn đẹp trong hơn trong video nhiều. Về bộ chuyển động của xe bộ sử dụng chuyển động Shimano 1-5R 5.8, đủ đĩa là đủ đĩa bộ Rockwell Oxy này. Củ đề sau cũng là 1-5R 5.8, còn lip của xe sử dụng lip 11 tầng lip Sunshine. Xích của xe sử dụng xích IBN. Xích IBN Meyer Retrobeck đời 2020. Vành của xe cũng là vành nhôm Retrobeck. Xăm lốp của xe sử dụng xăm lốp Kenda này. Còn củ phanh của xe sử dụng phanh Retrobeck. Cọc yên là có bên carbon Peter, yên ấy da mềm Peter này. Bô tăng ri đông là thương hiệu nhôm Peter. Và tay đề xuống tay đề 1.5. 1.5 này các bạn này, R5.8. Củ phanh trước cũng là Retrobeck. Càng xe sử dụng càng carbon. Meyer bây giờ nó là Meyer Retrobeck đời 2020 các bác nhá. Cực kỳ cứng cáp và chắc chắn. Mở khóa nhanh ở trục. Đấy là tổng thể chiếc xe Peter Slipper 2.0 1/2R 5.8 của anh Phạm Anh Khang ở Cửa Lò. Màu này là màu đỏ đen, anh đặt màu đỏ đen, màu rất là tươi. Nếu bác nào có nhu cầu mua xe đạp đua Peter thì alo trực tiếp online bên em 0933 522 186 để đặt mua xe này. Có truy cập website xe88.vn. Đây là em làm video review nhanh cho anh Phạm Anh Khang để anh sớm nhất nhận được video này, và hôm nay em sẽ gửi ra nhà xe cho anh Phạm Anh Khang. Cảm ơn các bạn đã xem video.